khép lại tuần thứ 5 xét xử ông Trump. Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại tuần thứ 5 vào ngày 21 tháng 5, sau khi phía bị cáo hoàn tất phần trình bày lập luận và kêu gọi nhân chứng. Ông Trump bị xét xử với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc chi tiền cho một diễn viên phim khiêu dâm nhằm bưng bít bê mối tình ái này trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông tuyên bố không nhận tội và nói không quen biết nữ diễn viên. Sau 5 tuần, cơ quan công tố đã mời 20 nhân chứng trong khi phía bị cáo chỉ mời 2 người. Ông Trump không tự mình làm chứng dù nhiều lần nói về khả năng này. Theo CNN, phía công tố và bị cáo sẽ trình bày phần lập luận sau cùng vào ngày 28 tháng 5. Sau đó, bồi thẩm đoàn sẽ xem xét các bằng chứng đã được đưa ra và tuyên bố bị cáo có tội hay không. Lời khai chi tiết về cuộc ân ái của ông Trump.